con người từ đâu đến và đến để làm gì, con người sẽ đi đâu về đâu, người ơi thắc mắc biết hỏi ai, đời như bóng nước trên sóng khơi vụt tan biến như khói mây, để lại tình mong manh. Bao ngày qua trên đời ta sống vô kỳ vọng, thiên đường là nơi đâu trên gian nào hay biết, thắc mắc biết hỏi ai, vì sao ta đến nơi đây, về đâu về nhà vinh quang. Con người nên nghĩ đến trên đất chỉ là tạm, vinh đường nên vun đắp một lâu đài trên cát, nói với Chúa Giêsu rằng con muốn đến bên Ngài, làm con ôi Chúa Cha để được tìm thiên thu. Trên đời ta sống vô kỳ vọng, thiên đường là nơi đâu trần gian nào hay biết, thắc mắc biết hỏi ai, vì sao ta đến nơi đây, về đâu ơi ai ơi, ngày ngày đời qua đang là đường về nhà quang vinh. Con người nên nghĩ đến trên đất chỉ là tạm, xin đường nên phun đắp một lâu đài trên cát, nói với Chúa Giêsu rằng con muốn đến, làm con của Chúa Cha để được tình thiên thu. Nay Giêsu đã đến đây, ban cho ta con đường đi tới, là đường đi tới thiên đàng, là đường về nhà vinh quang, là đường đi tới thiên đàng, là đường về nhà vinh quang.